Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Đài Việt Nam. Tại chuyên mục tiếng Ít Hít Máy Thơm, bây giờ khoảng tầm hơn 7 triệu thì chúng ta có quá trời sự lựa chọn của những chiếc máy tầm trung đến từ thị trường Trung Quốc như kiểu là Xiaomi, Huawei hay chúng ta có những chiếc máy của Oppo. Nhưng bây giờ khoảng tầm hơn 7 triệu thì chúng ta cũng đã có thể sở hữu được những chiếc flagship rất xịn sò. Như ở đây thì mình đang có Samsung Galaxy S9 Plus với cái tình trạng đấy là 97%, và mình sẽ có chiếc Samsung Galaxy Note 8 với phân khúc giá là 7 triệu cho một chiếc máy đẹp 99%. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình so sánh một chút giữa hai chiếc máy Samsung Galaxy Note 8 và Samsung Galaxy S9 Plus để xem rằng là sự lựa chọn về chiếc máy nào sẽ là tốt nhất ở phân khúc tầm giá này nhé. Đầu tiên nói về thiết kế và một số tính năng đi, thì các bạn có thể thấy rằng là ngôn ngữ thiết kế của Samsung Galaxy Note 8 và Samsung Galaxy S9 Plus nó đều hao hao giống nhau. Chủ yếu là với Samsung Galaxy S9 Plus thì các bạn sẽ có camera kép được đặt sọc xuống, còn với chiếc Samsung Galaxy Note 8 nó sẽ được đặt nằm ngang ra. Kích thước tổng thể hai máy thì cầm cũng đều tương tự như nhau, không có quá nhiều sự khác biệt ở đây, hay là đến những đường bồ cong ở phần viền như thế này, nó đều mang lại cho các bạn cảm giác cầm nắm là rất tốt. Nhưng các bạn sẽ để ý một điều, đấy là với cái trải nghiệm khi các bạn sử dụng vân tay thì rõ ràng trên Samsung Galaxy S9 Plus nó sẽ mang lại cho các bạn một trải nghiệm sử dụng dễ dàng hơn rất nhiều so với chiếc Samsung Galaxy Note 8. Với những người có ngón tay dài như mình thì ok, có thể là nó vẫn có thể sử dụng một cách dễ dàng, nhưng tình trạng để nhầm cái ngón tay vào camera này là không thể tránh khỏi, bởi vì trước đó cũng đã có rất nhiều bạn than phiền về vấn đề này rồi, nên là các bạn sẽ cần phải lưu ý ở vấn đề này. Còn với thiết kế khung sườn thì do S9 nó sẽ là cái dòng máy hướng tới thời trang nhiều hơn nên nó sẽ được bo cong nhiều ở bốn góc này. Mặc dù là trên dòng S9 nó đã được làm vuông vắn hơn so với thế hệ S8, nhưng những đường cong của chúng ta vẫn được làm rất mềm mại. Còn với chiếc Samsung Galaxy Note thì nó là một cái dòng hướng tới doanh nhân, hướng tới sự chuyên nghiệp, nên nó vẫn sẽ được giữ lại một cái vẻ rất là nam tính, nên điều này chắc chắn những bạn nam sẽ thích hơn. Với Samsung Galaxy Note 8, chúng ta sẽ có thêm một cái thứ ở dưới đây nữa, đấy là cây bút S Pen. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn nhiều hơn trong công việc. Rõ ràng ở cái điểm này thì Samsung Galaxy Note 8 nó hơn so với Samsung Galaxy S9 Plus. Hay là đến với trải nghiệm màn hình đi, thì Samsung Galaxy S9 Plus và Samsung Galaxy Note 8 đều mang lại chúng ta một cái kích thước màn hình tương đồng với nhau, 6,3 inch và 6,2 inch, cùng độ phân giải là 2K Plus. Tấm nền đều là Super AMOLED, nên là ở cái phần màu sắc cũng như là trải nghiệm hiển thị thì hai chiếc máy đều mang lại một trải nghiệm là tương đồng, để rất là tốt, xuất sắc trong tầm giá. Bên dưới và bên trên chúng ta đều có hai dải đen được làm rất là cân đối, nên là khi mà nhìn vào nó sẽ có một cái vẻ đẹp nó gọi là rất khác biệt so với những chiếc máy kiểu bên trên thì làm quá mỏng, bên dưới thì quá dày. Có một điều nữa, đấy là với hai chiếc máy này thì các bạn sẽ phải phân biệt thật rõ là mục đích các bạn mua làm gì. Ví dụ như là Samsung Galaxy Note 8 thì bây giờ các bạn mua về để làm việc ok, bởi vì là những cái trải nghiệm hàng ngày của nó như là các bạn vào gọi điện, nhắn tin hay là chơi một số tựa game nhẹ nhàng cơ bản mà các bạn lướt web, xem YouTube và check Facebook thì chiếc máy vẫn làm quá là ok. Đặc biệt là với những tính năng của cây bút S Pen mang lại cho các bạn thì cực kỳ là tuyệt vời, bởi vì chúng ta có thể sử dụng nó để có thể là dịch nhanh này, viết tin nhắn động, hay chúng ta có thể là cắt nhanh một cái ghi chú nhỏ trên màn hình để giúp các bạn có thể là gửi đi một cách nhanh chóng hơn, không phải là chụp cả cái màn hình lại sau đó lại ngồi chỉnh sửa cắt ghép. Thì đấy đều là những thứ mà Samsung Galaxy Note 8 nó làm tốt hơn so với chiếc Samsung Galaxy S9 Plus. Thế nhưng sẽ có một cái điều mà S9 Plus nó lại nhỉnh hơn, bởi vì cái chiếc máy này là cái sản phẩm ra sau nên nó sẽ được trang bị một cấu hình tốt hơn với con chip là Exynos 9810 so với con chip là Exynos 8895 trên cái chiếc Samsung Galaxy Note 8. Thế nên trong quá trình của bạn chơi game, kể cả những tựa game nó nặng một chút kiểu PUBG, thì các bạn vẫn có thể là mở lên là mắt setting. Trong khi đó thì với chiếc Samsung Galaxy Note 8 đến từ thị trường Hàn Quốc, nó sẽ không thể nào mà mở lên được mắt setting, mà tối đa của nó sẽ chỉ mở được đồ họa là HD và chúng ta sẽ có cái tốc độ khung hình là cao. Thế nên các bạn sẽ không thể nào mà trải nghiệm được những hình ảnh là mượt mà nhất trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 Hàn Quốc này. Trong khi đó thì Samsung Galaxy S9 Plus, như mình đã chia sẻ, nó có thể chiến ngọt ngào tựa game PUBG Mobile với max setting, hoặc là các bạn có thể để ở mượt và chúng ta sẽ có cái FPS là cực độ, quá là ngon đúng không? Còn một sự khác biệt nữa ở phần camera mà mình cũng sẽ phải kể tới. Nếu như các bạn chỉ chụp hình thông thường kiểu trong điều kiện đầy đủ sáng hay là trong điều kiện thiếu sáng thì phần mềm của Samsung Galaxy Note 8 nó cũng làm quá tốt. Thế nên rằng là các bạn sẽ gần như là không thể nào mà phát hiện ra được sự khác biệt giữa camera của chiếc Samsung Galaxy S9 cộng và Samsung Galaxy Note 8. Nhưng nếu như xét về cái tính năng ạ, thì rõ ràng Samsung Galaxy S9 cộng nó sẽ có những điểm nó nhỉnh hơn, vượt trội hơn so với Samsung Galaxy Note 8. Ví dụ như chúng ta có chuyển động siêu chậm 960 khung trên giây, hay là với cái tính năng đấy là lấy nét động
thì các bạn cũng sẽ có thêm một cái mục đấy là add bokeh, giúp cho các bạn có thể là tinh chỉnh lại được những cái chấm bokeh ở phía đằng sau khi mà chúng ta chụp hình xong. Từ đó thì các bạn sẽ có một bức ảnh nó lung linh, nó huyền ảo và kiểu nó add add hơn so với việc là bạn sẽ chỉ chụp ra được những chấm tròn tròn trên chiếc Samsung Galaxy Note 8. Và tóm gọn lại, nếu như các bạn cần một chiếc máy nó phải đẹp, màn hình đẹp và chúng ta có những cái tính năng phục vụ tốt cho công việc và hiệu năng cũng sẽ chỉ đủ dùng để có thể là không bị giật lag trong quá trình sử dụng, thì rõ ràng Samsung Galaxy Note 8 vẫn phục vụ quá tốt. Còn nếu các bạn không cần sử dụng đến những tính năng của cây bút S Pen, các bạn cần một chiếc máy nó toàn diện hơn, màn hình đẹp, thiết kế cũng phải thời trang, chúng ta có vân tay dễ sử dụng và cũng như là chúng ta có hiệu năng ngon trong cái tầm giá hơn 7 triệu này, thì các bạn lựa chọn cho mình chiếc Samsung Galaxy S9 cộng nhé. Và trên đấy là cái chia sẻ của mình. Các bạn thấy sao về hai chiếc máy này ở phân khúc tầm giá hơn 7 triệu? Xin comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và ở chuyên mục kỹ máy thơm lần sau, các bạn muốn mình làm về máy gì thì hãy vote ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và gặp lại bạn trong những video.